Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thiên Vũ Audio Channel. Mình là Hạnh. Chắc hẳn ở đây các bạn ai cũng đã từng đi xem phim ở rạp với những trải nghiệm cinema như là màn hình cực to, âm thanh cực lớn, những pha hành động đầy kịch tính. Thì cũng không ít lần các bạn phải ngồi ở những hàng ghế không được như mong muốn. Ví dụ như là lệch sang hai bên phía cánh gà, hay là những hàng ghế đầu thấp phía dưới, hoặc là những hàng ghế phía sau lưng nó sẽ xa màn hình. Thậm chí có thể các bạn sẽ bị bỏ lỡ những bộ phim mà mình yêu thích chỉ vì là lịch chiếu phim trùng với một cuộc hẹn quan trọng nào đó. Vậy tại sao chúng ta không đem rạp chiếu phim về chính căn phòng giải trí của gia đình mình? Bởi vì đối với rạp phim gia đình, vị trí ngồi luôn là tốt nhất, thời gian xem phim sẽ là linh động nhất. Đặc biệt hơn nữa, đây là một loại hình giải trí riêng tư nhất. Đó cũng chính là lý do vì sao mình làm series video này, để chia sẻ với các bạn cách để build một rạp xem phim gia đình chuẩn cinema nhất. Để build một rạp xem phim gia đình chuẩn cinema nhất, chúng ta phải làm như thế nào? Bước đầu tiên, chúng ta sẽ xây dựng phòng phim dựa trên những yếu tố như là diện tích phòng, độ cao của phòng và hình dạng của căn phòng. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ lựa chọn những vật liệu cách âm cho căn phòng. Sau khi phòng đã hoàn thiện, chúng ta sẽ lựa chọn thiết bị hình ảnh. Thiết bị hình ảnh sẽ gồm hai loại, đó chính là TV hoặc máy chiếu. Nhưng đã theo chuẩn cinema rồi, mình khuyến nghị các bạn nên sử dụng máy chiếu, đó là sự lựa chọn phù hợp nhất. Và tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ lựa chọn thiết bị âm thanh. Thiết bị âm thanh sẽ bao gồm là loa và âm ly. Nếu như các bạn để ý, ở trong rạp chiếu phim, người ta sẽ bố trí rất là nhiều loa ở khắp căn phòng. Các loa này có chức năng là thể hiện chính xác hiệu ứng âm thanh như những gì bộ phim đang diễn ra, từ đó tạo trải nghiệm trung thực hơn cho người xem. Và để các loa này làm được điều đó, chúng ta sẽ cần có thêm một chiếc âm ly chuyên dụng dành cho xem phim. Và tiếp theo, chúng ta sẽ lựa chọn nguồn phim. Thì nguồn phim sẽ bao gồm hai loại là nguồn phim online và nguồn phim offline. Để đọc được những nguồn phim này, chúng ta sẽ cần có những thiết bị phát. Đối với nguồn phim online, chúng ta sẽ có những thiết bị phát như là Android TV, Apple TV. Còn đối với nguồn phim là offline thì chúng ta sẽ dùng đầu đĩa để đọc đĩa Blu-ray, hay là những đầu đun để đọc ổ cứng. Và sau khi đã có tất cả các thiết bị rồi thì chúng ta cùng lựa chọn nội thất cho căn phòng của mình nha. Đầu tiên đó chính là ghế xem phim. Thì ghế xem phim là một thành phần rất là quan trọng nha các bạn. Không phải chúng ta lựa bất cứ một loại ghế nào để vào phòng cũng được, mà lựa chọn sẽ còn phụ thuộc vào những yếu tố như là cao độ của ghế nè, độ nghiêng, hay là vật liệu làm ghế. Trong video này mình chỉ nói sơ thôi, các video tiếp theo mình sẽ nói chi tiết hơn nha. Các bạn còn có thể lựa chọn những tấm tiêu âm, tán âm, vừa xử lý âm học hiệu quả, vừa có thể trang trí cho căn phòng của mình nữa. Bởi vì những tấm tiêu âm, tán âm này được thiết kế rất là nhiều hình dạng, như là tranh tiêu âm nè, hay là những tấm gỗ được treo ốp lên tường, hoặc là những tấm poly được cắt theo khổ bất kỳ, để mình có thể linh động trong việc trang trí căn phòng của mình. Rồi thì mình cũng đã chia sẻ với các bạn các bước để build một rạp xem phim gia đình chuẩn cinema là như thế nào rồi. Mình sẽ không đề cập đến yếu tố nào là quan trọng nhất, bởi vì một rạp xem phim gia đình chuẩn cinema sẽ cần phải hội tụ đủ tất cả các yếu tố nêu trên, và mình sẽ đi vào chi tiết hơn ở trong những video tiếp theo. Các bạn nhớ nhấn like, share, subscribe để đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.